cực nóng, phu nhân Nguyễn Xuân Phúc là nguyên nhân chính khiến chủ tịch nước tan nát chỉ trong một nốt nhạc, khiến gia tộc họ Nguyễn Xuân ăn Tết ai nấy bộ mặt như đưa tang. Kính thưa quý vị, mấy ngày hôm nay trên tất cả các trang mạng ở trong lẫn ngoài nước đang rầm rộ thông tin về việc chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bị buộc phải viết đơn tự nguyện thôi chức và sau đó là mất chức ủy viên Bộ Chính trị và mất luôn cả ghế chủ tịch nước. Nguyên nhân cùng bởi cái nửa thứ hai của ông mà ở đây cụ thể đó là bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ của ông Phúc đã nhúng chàm quá nặng và có thể bà Thu là trùm cuối trong vụ kết tết Việt Á gây chết người. Trước đây và liệu rằng sau này khi những tin đồn này đã chứng minh độ xác tín của nó thì chuyện gì sẽ xảy ra thêm? Thực ra thì chuyện đấu đá nội bộ đã xảy ra suốt gần nửa thế kỷ nay trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Và không riêng gì Việt Nam, nơi đâu có Cộng sản nơi đó, mức độ tàn khốc khi đấu đá sẽ diễn ra cao nhất. Có thể vấn đề là cường độ gia giảm tàn khốc khi đấu đá tùy thuộc vào thời cuộc. Thời nào kinh tế phát triển miếng ăn thơm và nhiều thì thời đó đấu đá tranh giành mới lên cao. Mức độ tàn khốc mới tăng vọt cũng giống như chuyện tham nhũng. Những thủ két quốc gia, biển thủ thậm chí tổ chức những đường dây tội ác để kinh doanh trên mạng sống của nhân dân. Những chuyện này diễn ra từ lâu lắm rồi, đâu phải mới, và hầu hết các đảng viên, Đảng Cộng sản, kể cả ông Nguyễn Phú Trọng đều có sân sau. Cả có cách để thủ két quốc gia, tham nhũng, đục khoét, có ai mà sạch đâu. Chỉ có kẻ không may và kẻ ăn lộ liễu thì mới bị bắt, bị phơi bày ra ánh sáng. Kẻ nào chưa bị phơi bày không hẳn trong sạch mà là biết chùi mép sau khi ăn. Biết giấu giếm, hành tung, đơn giản vậy thôi. Bởi người ta ví von Đảng Cộng sản như là một liên minh thịt chó, tức là cuộc hội tụ của Đảng là một cuộc gặp gỡ liên minh giữa những kẻ nghiện thịt chó ngồi lại với nhau. Những kẻ này phải biết kiềm chế thỏa hiệp với nhau để giữ hòa khí mà ăn. Nếu nóng nảy thì mắm tôm sẽ văng, rượu sẽ đổ, thịt chó sẽ bị hất đổ đi. Tất cả đều mất ăn. Nghiệt nỗi biết là phải kiềm chế, nhưng thói ham ăn của những người này luôn luôn động chạm đến nỗi thèm ăn của những kẻ khác. Nên mỗi khi ngồi chung được ăn món ngon, món nghiện, mà bảo đảm an ninh trong bữa ăn là một diễm phúc. Nhưng cái diễm phúc ấy nghe ra cũng có phần lợn cợn. Bởi thằng ăn nhiều, đứa ăn ít chỉ vì cả nể, mà chính xác là sợ hất đổ cả mâm, mà người ta cứ luôn phải cáo thụng vái nhau, mà dù mắm tôm, dây đầy áo người ta nín thinh, mà chịu đựng chờ ngày tống cổ kẻ kia ra khỏi mâm. Giờ là thời điểm đất chật người đông, tuy rằng mọi thứ vì đại kinh tế có vẻ phát triển, nhưng kỳ thực mọi nguồn tài nguyên khoáng sản và cả tài nguyên đất cũng đang hạn hẹp, teo tóc dần theo thời gian. Trong khi đó, số lượng đảng viên thì tăng vọt từ con số chưa đầy 3 triệu trong gần nửa thế kỷ. Vậy mà trong vòng 10 năm đã tăng lên hơn gấp đôi. Điều này cho thấy rằng nhu cầu cân đối tỷ lệ giữa đảng viên và dân số hết sức cấp bách trong lúc lý tưởng đảng đang ngày càng xì hơi sập sệ. Số lượng đảng viên phát triển tăng vọt, nhưng chất lượng đảng viên lại có vấn đề trầm trọng. Đặc biệt là chất lượng đạo đức của họ thì miễn bàn, và đây cũng là thời điểm là quần ngư tranh thực nặng nề nhất. Việc tranh ăn tranh thua giữa các đảng viên không còn là chuyện lắc thịt chó bị gắp giả đũa hay bị mất đi miếng ngon định gắp, mà là việc sống còn của mỗi đảng viên. Bởi đằng sau họ, bên dưới họ là cả một hệ thống đàn em, hệ thống chân rết chi chít, mà chỉ cần sơ suất đàn em có thể phản bội, vì miếng ăn đối phương sẽ nhân đó mà tung đòn chí mạng, coi như không những mất miếng ăn mà còn phải mất mạng, ảnh hưởng đến người thân dòng tộc, mà nhiều thứ khác trong một sinh quyền chính trị đầy tranh ăn tranh thua. Và khốc liệt như vậy, người ta còn có cách nào khác, ngoài việc chọn cho bản thân một thứ vũ khí chính trị thâm độc nhất, có thể để phòng thân và để mang ra hết sức. Các đồng chí của mình khi cần thiết, đương nhiên, kẻ mà có những vũ khí hạng nặng, phải là kẻ có quyền lực lớn, có tầm cỡ nhất, chuyện này không cần nói ra, người ta cũng thừa biết. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là vì có vũ khí nặng nhất rồi, nhưng một khi đã bước vào một trong các ghế tứ trụ triều đình, gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội, thì người ta tự biết rằng phải trang bị vũ khí. Nếu không trang bị thì chết, thậm chí đàn em, râu ri bên dưới cũng phải biết tự trang bị vũ khí để đứng ở vị trí gần nhất với tứ trụ triều đình, để có thể tiếp cận và lên thế vị khi có cơ hội. Đó là luật chơi của quyền lực cộng sản. Mà một khi có những biến động đáng quan tâm, người ta bắt đầu mở vũ khí,
việc ông Nguyễn Phú Trọng đốt lò chống tham nhũng về mặt kinh tế xã hội. Dường như đây là một cuộc chống sâu mọt trong hệ thống rõ rồi. Thế nhưng bản chất sâu xa bên trong của vụ việc lại là một cuộc tranh đấu, một cuộc tàn sát lẫn nhau để tạo ra một hệ thống thông suốt không bị cản. Bởi giữa miền Nam và miền Bắc luôn có một sự hiềm khích và dòm nhau không thiện cảm. Một khi miền Nam phát triển thì bằng cách nào đó miền Bắc phải kìm hãm. Nhưng đó cũng là lý thuyết thôi. Trên thực tế, kẻ nào muốn nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối thì kẻ đó phải thật khéo trong hành tung và diệt đàn em là việc cần làm từ chỗ các quan thần cấp cao bị đánh bật dần dần ra khỏi hệ thống trung ương thường trực. Hoặc là ban bí thư và sau đó thì những con cá mập lớn bị mang ra làm thịt. Sắp tới đây rất có thể là vụ kinh thiên động địa, bởi một khi chủ tịch nước bị tai tiếng bởi sân sau của ông bị lộ, thì chắc chắn Tết này lời chúc Tết sẽ là của tổng bí thư kiêm chủ tịch nước như đã từng sau cái chết của chủ tịch nước Trần Đại Quang. Và một khả năng khác, Bộ trưởng Công an có thể bước vào một vị trí khác, làm bước đệm để nhảy lên ghế lãnh đạo vừa gần với tổng bí thư để song kiếm hợp bích. Bởi dù sao, cũng là dân miền Bắc có lý luận với nhau. Nếu thấy sự diễn biến theo chiều hướng này, thì đây là kết thúc có hậu cho Nguyễn Phú Trọng, nhưng lại là kết thúc vô hậu cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi sau vụ đốt lò của ông Trọng dường như là nỗi hiềm khích vốn dị mộng lung tung trong nội bộ Cộng sản, nay đã chuyển sang chỗ có hướng, có lớp lang và có chủ đích. Và nếu vậy đây cũng có thể coi rằng thời điểm loạn 12 sứ quân đang bắt đầu. Thưa quý vị, chưa bao giờ những mâu thuẫn nội tại trong thể chế đảng lại hiện ra rõ nét như hiện nay. Trong gần chục năm qua, dưới ngọn cờ chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ban đầu được sử dụng để tiêu diệt phe nhóm, nhưng giờ đây có vẻ đã đến việc cả hội hỗn loạn. Đứng trước tình thế này, vai trò Tổng Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng cũng ít nhiều bị lung lay để níu kéo niềm tin của công chúng. Ông Nguyễn Phú Trọng bắt buộc phải hy sinh các công thần thân cận để thị uy trước thiên hạ. Trước những lùm xùm cho rằng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bao che cho các trùm cuối trong vụ án Việt Á và chuyến bay giải cứu mới đây, ban bí thư do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu đã phải ngậm ngùi ký quyết định kỷ luật đối với hai nhân tố quan trọng trong Bộ Chính trị. Theo đó, cuộc họp Bộ Chính trị hôm 24 tháng 12 năm 2022 diễn ra gay gắt và đầy kịch tính. Kết quả bỏ phiếu trong Bộ Chính trị đặt tích lũy số phận chính trị của cả hai phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam. Cả hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam sẽ thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, chính thức nghỉ việc vào ngày 1 tháng 2 năm 2023, nghỉ hưu chính thức vào ngày 1 tháng 12 năm 2023. Trước đó, ông Trọng cũng đã đốt lò hàng loạt trợ lý Phó Thủ tướng vì liên quan đến việc nhận hối lộ tham nhũng hàng ngàn tỷ đồng trong các đại án năm 2022. Việc hai ông Phó Thủ tướng bị kỷ luật khai trừ đảng trong năm 2023 là chiến thắng ngoạn mục đầu tiên của cha con bà Dũng trong cuộc chiến nảy lửa với phe miền Bắc. Bởi với tay ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là hai thằng con cưng của bà Dũng gồm Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Nguyễn Minh Chiết, Ban chấp hành Bí thư Trung ương Đoàn. Bí thư tỉnh đoàn Kiên Giang, xưa nay bà Dũng vẫn luôn mong muốn do Nguyễn Thanh Nghị được ngồi vào ghế Thủ tướng Chính phủ để rửa mối hận năm xưa, nay vào đúng dịp trước kỳ đại hội đảng lần thứ 14 diễn ra. Mà nhận được tin hai đàn em của ông Trọng về vườn thì khác nào cho bà Dũng được chọn đường để leo lên Trung ương Đảng. Dưới sự giúp sức của Nguyễn Xuân Phúc là Tô Lâm có khả năng cao là năm 2024, Nguyễn Thanh Nghị sẽ được bổ nhiệm vào ghế Phó Thủ tướng. Thay thế cho Vũ Đức Đam, hoặc chỉ ít thì ông này cũng sẽ giữ chức vụ cao trong Bộ Chính trị để tạo nấc thang vững chắc cho phe miền Nam, trụ lại trong ban lãnh đạo quốc gia. Việc ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ra sức o bế nâng đỡ cho con trai bà Dũng cũng là chiến lược nuôi cấy hạt giống đỏ. Thưa quý vị, mới đây ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra chỉ đạo mới nhất cho Bộ Công an, đó là phải giải quyết triệt để quy định vụ án Việt Á trong năm 2023. Động thái này của ông Nguyễn Phú Trọng đã khiến các chuyên gia phân tích chính trị và kinh tế có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng trọng điểm trước mắt thì vấn đề của các khối quan chức tại Việt Nam là làm sao để giữ ghế khi chiến dịch đốt lò của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang lan rộng ra tới từng chi đoàn. Từng đoàn đảng viên, liệu ông Nguyễn Phú Trọng có đốt lò những nhân vật lớn đang nắm giữ chức vụ cao trong các ban ngành hay không? Hay quan trọng chỉ là đang nhắm vào các đại gia kinh tế để trù dập, tịch thu tài sản, vụ án Việt Á thời gian qua đã gây nhiều rúng động. Song lại tới những trọng án kinh tế như FLC, tên Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát. Liên tục những đại gia lớn vào lò đã khiến dư luận dường như tắt thở. Thị trường thì rung lắc dữ dội chỉ trong một thời gian ngắn ngủi.
Từng đó vụ án mỗi vụ tốn kém biết bao nhiêu nhân lực vào cuộc, lẽ ra khi các vụ trọng án đổ dồn một lượt và Bộ Công an đang quá tải, thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải ban lệnh cho phép giãn ra thời gian điều tra của từng vụ án, để không để lọt tội phạm, thậm chí điều chuyển thêm cả Bộ Quốc phòng cùng tham gia hỗ trợ. Vì quá nhiều và gấp gáp để xử lý các vụ án, buộc ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải thúc ép các ông bên Bộ Công an phải điều tra, xử lý dứt điểm trong năm nay, tức là trong khoảng thời gian chỉ còn dưới vài 3 tháng mà thôi. Vừa lo vụ Vạn Thịnh Phát liên quan tới gần 762 công ty, liên quan cả ngàn, cả triệu người, vừa phải lo điều tra vụ Việt Á.